Chào các gia đình tham gia chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. Tôi là Minh Sơn, đầu bếp. Hôm nay tôi xin giới thiệu là món nấm xào tỏi. Các nguyên liệu gồm có 10 gram tỏi, 5 gram nước tương, 15 gram dầu hào, 30 gram sốt, một ít dầu ăn mình dùng để xào. Và đặc biệt là tôi sử dụng nấm Rica. Đây là nấm trồng theo phương pháp hữu cơ, nấm sạch. Cho nên là các bạn về không cần rửa sạch. Nếu như bạn nào mà có kỹ lưỡng quá thì lúc đó mình chỉ xịt sơ qua nước là được rồi. Mình cụ thể các loại nấm mình dùng trong cái món này nha. Đây là nấm hoàng đế, đây là nấm bào ngư xám non, đây là nấm kim châm nâu. Và mình có sử dụng thêm một loại nữa là nấm yến. Do nấm rất là mau chín và mềm cho nên là bắt đầu bây giờ đó là tôi sẽ nấu sốt trước. Tôi cho nước vào, tiếp đến là dầu hào, sau cùng là nước tương. Nếu các bạn nào mà thích dùng bột ngọt thì mình có thể cho thêm nha. Các bạn nấu chỉ cần tan đều gia vị vào nhau là được rồi nha. Sau đó mình đổ vào một cái chén và mình để riêng đó. Nấu sốt xong rồi, bây giờ tới phiên là mình bắt đầu sơ chế nguyên liệu cho các bạn. Sau đó mình băm nhỏ. Tiếp theo mình sẽ cắt nấm hoàng đế này thành những thanh vừa ăn. Sau đó nấm yến này thì các bạn bỏ phần gốc. Và rồi đến nấm ngọc châm nâu, mình cũng làm như thế. Tiếp theo là cái phần nấm này mình sẽ xé tơi ra từ cây để khi xào thì nấm nó sẽ chín đều với nhau. Và mình bắt đầu mình xào. Do cái nấm hoàng đế nó rất là dày thì mình sẽ cho trước, mình áp chảo sơ một cái để giữ nước bên trong. Các bạn nhớ dùm là khi xào các loại nấm á, mình sẽ mở lửa thật là lớn để cho không tiết nước ở bên trong nấm ra. Sau khi nấm hoàng đế vàng sơ thì mình tiếp theo là mình cho nấm bào ngư xám non vào. Sau khi mà thấy nấm bào ngư xám non mà để nó vàng vàng rồi đó, ta cho hết cái nấm này vào. Sau khi tất cả các loại nấm quyện vào nhau rồi có được một mùi hương á, bây giờ bắt đầu mình cho dầu vào mình xào. Tiếp đến tôi cho tỏi vào. Mình chỉ cần cho mùi tỏi nó vừa lên hương là được. Và tôi cho sốt vào. Rồi, vậy là món nấm đã hoàn thành. Các bạn có thể cho một miếng tiêu lên và một chút xíu ngò, thế là xong. Và cuối cùng món nấm xào tỏi đã xong. Nấm là mướt mượt mà sốt luôn. Và đặc biệt là không có một miếng nước nào cả. Các bạn nhớ chú ý giùm, lửa thật lớn giùm nha. Chào các bạn.